chào mừng quý khán thính giả đến với a Books, thư viện ánh sáng nơi chia sẻ những thông tin hữu ích về đời sống tỉnh thức sức mạnh của ánh sáng tri thức và trí tuệ trước khi ai đó thực sự trở nên xuất sắc hãy để lòng xót thương dẫn lối một cuốn tiểu thuyết kể về hành trình của cậu bé chăn lạc đà mang trong mình ước mơ trở thành nhà buôn vĩ đại lấy bối cảnh từ khi chúa jesus ra đời với những nước cờ mà Thượng Đế đã sắp đặt để khơi dậy lòng xót thương nơi mỗi con người. Một cách nào đó, tác giả muốn cho chúng ta hiểu rằng, trước khi Thượng Đế trao cho ai thứ gì, Ngài phải thử thách lòng xót thương của người đó với con cháu của Ngài. Cuối cùng cậu bé Chăn Lạc Đà cũng đã đạt được ước nguyện của mình trở thành nhà buôn vĩ đại nhờ những bí kíp được truyền lại từ 10 cuốn gia dê. Như một phước lành mà Thượng Đế đáp trả cho lòng xót thương của cậu trước Chúa Hai Đồng khi Ngài mới Giáng sinh trong hang đá lạnh lẽo. Cũng nhờ lòng xót thương ấy dẫn lối, mà sự nghiệp thứ hai của cậu được thành tựu khi trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng được mọi người tôn kính, đón nhận và yêu mến từ các thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ, vượt qua cả biên giới rộng lớn của đế chế La Mã cổ đại. Vì lý do bản quyền, nên Akosha Books chỉ có thể gửi đến quý khán thính giả phần tóm tắt ghi lại 10 bí quyết thành công trong các cuộn da dê. Rất mong quý độc giả, hãy tìm mua sách giấy cả hai tập để đọc và trải nghiệm đầy đủ câu chuyện tuyệt vời này nhé. Cho đến nay, Cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới được dịch ra 18 thứ tiếng, đã bán ra hơn 9 triệu cuốn và trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Không ai có thể ngăn cản bạn làm gì, trở thành người như thế nào, nếu điều đó là chính đáng, có lợi cho bạn, gia đình và xã hội. Mọi cái đều có thể nếu bạn dám ước mơ và dám hành động để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Tuy nhiên ước mơ là một chuyện, cái khó là ở chỗ làm sao để hành động biến ước mơ thành hiện thực. Cuốn sách này được gói gọn trong 10 cuốn gia dê giúp bạn trở thành một người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên nó không chỉ dạy bạn cách bán hàng, mà nó còn là một cuốn sách dạy bạn làm người, giúp bạn trở thành người vĩ đại nhất trong lĩnh vực mà mình đã chọn. Nội dung cuốn sách này được đúc rút từ những kinh nghiệm xương máu mà nhờ đó nó đã biến các ước mơ của cổ nhân thành hiện thực, chứ không phải do một cá nhân nào đó tưởng tượng ra trong khi lại chưa được thực nghiệm kiểm chứng cả. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường để thực hiện giấc mơ của mình tùy thuộc với nhận thức riêng của họ quyển sách này là một trong những con đường có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình trong cuộc sống có đôi lúc bạn sẽ gặp vấp ngã không tin tưởng vào bản thân hay cảm thấy chênh vinh về con đường mà bạn đang đi những lúc như vậy ta cần có một người bạn một người thầy hay một cuốn sách để cho chúng ta những lời khuyên hữu ích và người bán hàng vĩ đại nhất thế giới sẽ bao trọn tất cả những lời khuyên bạn cần trong cuộc sống cuốn sách không mang những lý thuyết khô khan mà từng câu chữ nhẹ nhàng trong cuốn sách này sẽ khiến bạn phải tỉnh tâm để có thể soi chiếu từng sự vật, sự việc đang diễn ra hàng ngày và soi chiếu lại chính bản thân mình. Phần 1. 10 cuộn da dê chứa đựng bí kíp để trở thành người bán hàng xuất sắc Cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới kể về hành trình của Has từ xuất thân chỉ là cậu bé chăn lạc đà cho Pavros, nhưng mang trong mình ước mơ đổi đời, mong muốn trở nên vĩ đại hơn cả pathos trở thành một nhà buôn tài giỏi và giàu có và là người bán hàng tài năng nhất thế gian này cuối cùng cơ hội dũng đã đến với cậu pathos đã trao cho cậu thử thách bán hàng đầu tiên khi giao cho cậu bán tấm áo choàng đỏ với giá một đồng denarius bạc mọi khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai hát cũng không ngoại lệ sau bốn ngày lang thang qua các thị trấn và làng mạc để chào bán thứ cậu nhận được chỉ là những lời từ chối và sự xua đuổi nhưng rồi thượng đế đã sắp đặt cho đêm cuối cùng của cậu. Cậu rời khỏi quán trọ ồn ào đi về phía hang đá. Không khí giá buốt phủ lên lớp cỏ dưới chân hát một lớp áo băng mỏng, chúng như kêu rên, rạn vỡ dưới từng bước chân của hát. Anh quyết định không ra đồi ngủ tối nay, anh sẽ ngủ lại tại hang đá với con lừa của anh. Nhưng khi tới đó, trong ánh sáng le loét mập mờ ẩn hiện trong chuồng gia súc, một người đàn ông râu ria và một phụ nữ trẻ đang ôm lấy nhau để giữ ấm. Dưới chân họ, trong máng cỏ gia súc một đứa bé ngủ yên trong đó. Qua nước da còn đỏ hỏn của đứa bé, hát cho là nó mới vừa được sinh ra. Đứa bé được cuốn chặt để đủ ấm bằng hai cái áo tròn ngoài của cha mẹ nó. Người đàn ông hất đầu về phía hát ra hiệu cho vợ, người đàn bà nhích đến gần đứa trẻ hơn. Họ lặng lẽ nhìn nhau, và rồi người phụ nữ rung lên bần bật. Hát nhận ra chị ta chỉ mặc có một chiếc áo dài mỏng manh không đủ để bảo vệ chị ta khỏi cái giá lạnh trong hang đá ẩm thấp này. Hát lại nhìn đến đứa trẻ. Cậu ngắm nhìn nó thật kỹ, trung động khi thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó mở ra rồi ngậm lại như muốn nở một nụ cười, một cảm giác lạ lùng làm anh run rẩy. Sau một thoáng ngỡ ngàng không chủ định, anh đi lại phía con lừa của mình, cẩn thận gỡ những mối buộc rồi đem túi hàng xuống, mở nó và lấy chiếc áo dài đỏ thắm của anh ra. Hát mở cái áo dài ra, tay mân mê vuốt ve loại vải lông dê mềm mượt của nó. Màu đỏ như bừng lên dưới ánh nến và Hath có thể nhìn thấy nhãn hiệu của Thola và Pathros ở bên trong cổ áo vòng tròn trong hình vuông và ngôi sao nhỏ. Không biết bao nhiêu lần anh ta đã mang chiếc áo dài này trên đôi tay mỏi mệt trong ba ngày qua, tưởng chừng như anh đã nằm lòng từng thớ dệt, đường may của nó. Đây quả thật là một chiếc áo đẹp và chất lượng. Với sự gìn giữ nó có thể tốt mãi suốt cả một đời người. Hát nhắm mắt lại và thở dài rồi bước chậm chậm lại phía cái gia đình nhỏ bé trước mặt anh. Anh quỳ xuống bên đứa trẻ rồi từ tốn gỡ bỏ chiếc áo tràn ngoài của người cha, rồi cái áo của người mẹ. Hass trao lại hai cái áo choàng cũ kỹ cho cha mẹ đứa bé. Cả hai đều ngạc nhiên trước hành động của Hát chỉ đứng yên không phản ứng. Và rồi Hát mở rộng chiếc áo dài đỏ của mình ra và cuốn kỹ đứa bé đang ngủ vào trong. Nụ hôn ẩm ướt của người mẹ trẻ vẫn còn cảm giác trên má của Hát khi anh dắt con lừa của mình rời khỏi hang đá. Bầu trời đêm trên đầu của Hát xuất hiện một ngôi sao sáng lóe mà Hát chưa bao giờ nhìn thấy. Anh ta mãi mê ngắm nhìn ngôi sao cho đến khi mặt anh đầm đìa nước mắt, rồi hát và con lừa của mình ra đi trên con đường hướng về Jerusalem, nơi có thương đoàn trên ngọn đồi của những cây ô liu. Hát cưỡi lừa đi chậm chậm, đầu cúi xuống, nên không nhận thấy ngôi sao sáng rỡ đó vẫn đang chiếu sáng con đường trước mặt anh. Tại sao cậu lại hành động khờ dại như vậy? Cậu không hề quen biết những người đã gặp trong cái hang đá đó. Tại sao không cố gắng bán cho họ cái áo dài đỏ đó? Cậu sẽ phải nói gì với Phaethros đây? Và còn những người khác nữa, họ sẽ cười lăn ra đất khi biết việc anh đã cho đi cái áo mà không nhận lại được một chút gì, mà lại là cho một đứa bé xa lạ mới lọt lòng ở trong một hang đá. Nhưng cậu không biết rằng, chính lòng xót thương của cậu trước hoàn cảnh éo le của gia đình đó đã cứu rỗi cuộc đời cậu, khiến cậu dễ dàng vượt qua thử thách của Tavros. Cậu đã nhận được món quà quý giá từ Tavros, đó là một chiếc trương gỗ, bên trong có 10 cuộn da được đánh số theo thứ tự, mà theo Tavros mô tả rằng, đó là món quà ông đã nhận được từ một du khách phương Đông khi ông cứu người này khỏi hai tên cướp. Chính nhờ sử dụng 10 bí quyết này và 50 đồng vàng được tặng từ người du khách phương Đông ấy, mà Patros đã xây dựng thành công sự nghiệp kinh doanh của mình, trở thành nhà buôn giàu có lúc bấy giờ. Giờ đây, Tathros trao lại 10 cuộn da dê và 100 ta lăng vàng để cậu bắt đầu con đường buôn bán của cậu. Số vàng này giúp Hath đủ sống và mua được một ít thảm để bắt đầu buôn bán. Và nếu như Hath kết hợp những thứ đã học từ Pathos suốt những năm tháng qua cùng với hướng dẫn từ 10 cuộn da dê, chắc chắn cậu sẽ làm nên sự nghiệp. Sau khi căn dặn xong Hath về những thứ có trong chiếc trương, cũng là lúc Pathos trút hơi thở cuối cùng. Từ khoảnh khắc này, Hath bắt đầu viết nên câu chuyện của đời mình. Hath quay về phía chiếc trương, trong đó có một cuộn giấy da đã mòn và cũ hơn cả. Cậu nhẹ nhàng cầm nó lên khỏi trương và mở ra. Đổi sợi dương như biến mất con chim sẻ ban nãy cũng đã bay đi, chỉ còn những vụn bánh mì và một phô mai ghi dấu chuyến viếng thăm của chú chim nhỏ gan dạ. Hát lướt mắt qua cuộn giấy da đã cũ kỹ và bắt đầu đọc cuộn thứ nhất. Cuộn thứ nhất, ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày hôm nay, tôi gột bỏ đi lớp vỏ bọc cũ, gột bỏ cả những dấu vết của sự thất bại và những điều tầm thường. Ngày hôm nay, tôi được tái sinh giữa khu vườn nho, nơi có trái ngọt đủ dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tôi sẽ hái những quả nho trí tuệ từ những nhành cây khỏe nhất, leo cao nhất trong khu vườn ấy. Vì chính dàn nho ấy đã được vun trồng, nên từ bàn tay của những vị tiền nhân khôn ngoan nhất qua từng thế hệ nối tiếp nhau. Ngày hôm nay, tôi sẽ tận hưởng hương vị của những trái nho đó, và tôi sẽ nuốt trọn những hạt giống thành công ẩn bên trong đó. Và rồi một cuộc sống mới sẽ nảy mầm trong tôi. Thực chất, trải nghiệm chính là người thầy chu đáo nhất nhưng những bài học của người thầy này lại nuốt trọn những năm tháng quý giá nhất của con người. Thế nên giá trị của những bài học cũng sẽ giảm dần theo thời gian mà chúng ta phải bỏ ra để có được chúng. Khi đã lìa đời thì kinh nghiệm chẳng còn giá trị gì. Hơn nữa, kinh nghiệm cũng giống như thị hiếu, thành công hôm nay có thể sẽ hóa viễn vông và vô dụng vào hôm sau. Thật ra, thành công chỉ là một khái niệm tương đối trong tâm trí mỗi người. Có nhiều định nghĩa khác nhau về thành công, nhưng chỉ có duy nhất một cách để mô tả thất bại thất bại là khi con người không có khả năng đạt được những mục tiêu trong cuộc sống bất kể đó là mục tiêu gì điểm khác biệt duy nhất giữa người thành công và kẻ thất bại nằm ở thói quen của họ thói quen tốt là chìa khóa của sự thành công ngược lại thói quen xấu sẽ dẫn đến thất bại vì vậy đây sẽ là nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta phải tuân theo tôi sẽ tạo ra những thói quen tốt và tuyệt đối tuân theo chúng như một kẻ nô lệ nếu như lúc nhỏ tôi là nô lệ của sự bốc đồng thì giờ đây khi đã là một người trưởng thành tôi là nô lệ của thói quen tôi đã đánh đổi ý chí tự do của mình lấy những năm tháng xây dựng thói quen và những hành vi trong quá khứ của tôi có nguy cơ trở thành mối đe dọa cầm tù tương lai của tôi mãi mãi tất cả những hành vi của tôi luôn bị thèm muốn đam mê định kiến lòng tham tình yêu nỗi sợ môi trường và thói quen điều khiển mà kẻ cầm quyền độc tài nhất chính là thói quen vì thế nếu bắt buộc phải trở thành nô lệ của thói quen thì thà tôi tuân theo những thói quen tốt những thói quen xấu phải bị bài trừ giống như hạt giống xấu phải bị loại bỏ để lấy chỗ cho những hạt mầm khỏe mạnh vươn lên. Cuộn thứ hai, tôi sẽ hân hoan chào đón ngày hôm nay với tình yêu từ sâu thẳm trái tim mình. Tôi sẽ yêu mặt trời bởi nó sưởi ấm da thịt tôi, nhưng tôi cũng yêu những cơn mưa gột rửa tâm hồn tôi. Tôi sẽ yêu ánh sáng vì nó soi rọi mỗi bước đường tôi đi, nhưng tôi cũng yêu bóng đêm vì nó cho tôi thấy được những vì sao sáng lấp lánh tôi sẽ đón chào hạnh phúc vì nó mở rộng trái tim tôi nhưng tôi cũng chịu đựng và vượt qua nỗi buồn vì nó mở cửa tâm hồn tôi tôi sẽ biết ơn những phần thưởng dành cho mình vì tôi xứng đáng với chúng nhưng tôi sẽ chào đón những trở ngại vì chúng là thử thách của tôi và trên hết thảy bạn phải yêu thương bản thân mình vì khi làm vậy bạn mới có thể quan sát kỹ lưỡng mọi thứ thâm nhập vào cơ thể tâm trí tâm hồn và con tim không bao giờ buông thả bản thân quá mức với những thú vui xác thịt bạn sẽ luôn ấp ủ thân thể này với sự trong sạch và điều độ không bao giờ cho phép tâm trí mình bị quyến rũ bởi cái ác và nỗi tuyệt vọng thay vào đó hãy nâng đỡ tâm trí mình lên với tri thức uyên bác được tích lũy qua năm tháng không bao giờ cho phép tâm hồn mình trở nên tự mãn và hài lòng mà bạn sẽ nuôi dưỡng nó bằng sự suy tư và lời cầu nguyện không bao giờ bạn để cho trái tim mình trở nên nhỏ nhen và cay nghiệt bạn sẽ san sẻ nó để nó ngày một lớn lên và sưởi ấm mặt đất này. Nếu tôi không có phẩm chất nào khác, tôi vẫn có thể thành công chỉ với tình yêu. Không có tình yêu, tôi sẽ thất bại dù cho tôi sở hữu tất cả kiến thức và kỹ năng trên thế gian này. Tôi sẽ ca ngợi kẻ thù của mình và họ sẽ trở thành bạn hữu của tôi. Tôi sẽ động viên bạn bè và họ sẽ trở thành anh em của tôi. Tôi sẽ luôn tìm ra lý do để tán thưởng và sẽ không bao giờ tìm lý do để ngồi lê đôi mắt. Tôi sẽ uống lưỡi khi sắp chỉ trích một ai. Còn khi tôi muốn trao lời ngợi khen, tôi sẽ hết thật lớn với niềm hân hoan. Tôi sẽ yêu mọi cách hành xử của người khác, vì mỗi người đều có những phẩm chất đáng ngưỡng mộ, dù chúng có thể đã bị ẩn đi. Tôi sẽ dựa vào tình yêu để đập nát thành lũy của sự hoài nghi và ganh ghét mà con người đã dựng lên quanh trái tim họ. Chính tại nơi ấy, tôi sẽ xây nên những cây cầu nối liền tình yêu của tôi với tâm hồn họ. Tôi sẽ yêu thương những con người đầy tham vọng vì họ cho tôi nguồn cảm hứng. Tôi sẽ yêu thương cả những người thất bại vì họ có thể dạy cho tôi nhiều bài học giá trị tôi sẽ yêu những vị vua vì họ cũng là người trần như tôi tôi sẽ yêu những người bình thường vì họ cũng thiêng liêng chẳng kém ai tôi sẽ yêu thương những người giàu có vì họ cô quạnh tôi sẽ yêu những người nghèo khổ vì họ hiện diện rất đông trên thế giới này tôi sẽ yêu thương những người trẻ vì niềm tin trong lòng họ tôi sẽ yêu thương những người già vì sự thông thái mà họ san sẻ tôi sẽ yêu thương những người đẹp vì đôi mắt đượm buồn của họ tôi sẽ yêu những người xấu xí bởi sự bình yên trong tâm hồn họ. Cuộn thứ ba, tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công. Phần thưởng của cuộc sống chỉ được trao vào cuối cuộc hành trình, chứ không phải lúc xuất phát, và nó không được trao nhằm mục đích cho bạn biết còn bao nhiêu bước cần phải đi nữa để đạt được mục tiêu. Thất bại vẫn có thể xảy đến ở bước thứ một 000 nhưng thành công lại có thể ẩn giấu ngay khúc quanh trước mặt sẽ không bao giờ bạn biết được thành công nằm gần mình thế nào trừ khi bạn bước qua khúc quanh ấy tôi sẽ như những hạt mưa nhỏ bẻ rơi xuống và từ từ bào mòn những ngọn núi như con kiến cắn xé con cọp như ngôi sao chiếu sáng cả địa cầu như người nô lệ xây dựng nên kim tự tháp tôi sẽ xây tòa lâu đài của mình với từng viên gạch một vì tôi biết rằng với những cố gắng nhỏ nhoi ấy nếu cứ lặp đi lặp lại nó sẽ giúp tôi hoàn thành được cả những gì không tưởng tôi sẽ cố gắng cố gắng và cố gắng hơn nữa mỗi một chướng ngại tôi sẽ xem như là một con đường vòng nho nhỏ dẫn đến mục tiêu của mình tôi sẽ luôn kiên trì và phát triển những kỹ năng của mình giống như người thủy thủ trui rèn năng lực của mình bằng cách lèo lái con tàu qua từng cơn thịnh nộ của giông tố tôi sẽ không bao giờ để cho mình của hôm nay bị thành công của hôm qua ru ngủ trong sự tự mãn vì đó là mầm mống của sự thất bại tôi sẽ đạt ra khỏi đầu những điều đã trải qua trong một ngày bất kể đó là một ngày tốt đẹp hay tồi tệ và đón chào một ngày mới với sự tự tin rằng đây sẽ là ngày tuyệt nhất đời tôi. Một khi tôi còn thở, tôi vẫn sẽ luôn kiên trì. Giờ đây tôi đã biết được một trong những nguyên tắc căn bản của thành công đó là nếu tôi đủ kiên trì, tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ thành công. Cuộn thứ tư, tôi là phép màu tuyệt diệu nhất của mẹ thiên nhiên. Tôi được ban tặng cho đôi mắt để quan sát một bộ óc để suy nghĩ. Và giờ đây tôi cũng biết được bí mật to lớn của cuộc sống, đó là suy cho cùng. Những vấn đề như thiếu dụng khí hay nỗi khổ tâm thực ra chính là những cơ hội lớn được cải trang, nhằm che mắt tôi. Tôi sẽ không còn bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của chúng, bởi mắt tôi đang mở. Tôi sẽ nhìn thấu cả lớp ngụy trang và sẽ không bị lừa dối. Không có một loài giả thú, một ngọn cây, một cơn gió, cũng không một cơn mưa, một hòn đá hay một hồ nước nào có được khởi đầu giống như tôi vì tôi lớn lên bởi tình yêu và trưởng thành cùng sứ mệnh quá khứ mù mờ nhưng từ giờ về sau sự thật này sẽ soi đường dẫn lối cho tôi trong cuộc đời còn lại và tự nhiên thì không bao giờ biết đến bại vong bao giờ tự nhiên cũng sẽ giành được vinh quang của chiến thắng và tôi cũng thế mỗi chiến thắng đạt được sẽ khiến cho thử thách trước mắt tôi trở nên dễ dàng hơn tôi sẽ thành công và tôi sẽ trở thành một người bán hàng vĩ đại vì tôi là duy nhất Cuộn thứ năm, tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Những công việc của hôm nay, tôi sẽ hoàn thành trong hôm nay. Ngày hôm nay, tôi sẽ âu yếm những đứa con của mình khi chúng còn nhỏ dại, vì ngày mai chúng sẽ rời xa tôi, và tôi rồi cũng sẽ rời xa chúng. Hôm nay, tôi sẽ ôm chặt người phụ nữ của mình với những nụ hôn nồng nàn, vì ngày mai cô ấy sẽ ra đi, và tôi rồi cũng thế. Hôm nay, Tôi sẽ nâng đỡ người bạn đang cần tôi, vì ngày mai anh ấy sẽ không còn cần sự giúp đỡ của tôi, hoặc tôi sẽ không còn nghe thấy lời khóc than của anh ấy nữa. Hôm nay tôi sẽ hiến mình cho sự hy sinh và công việc, bởi ngày mai tôi sẽ không còn gì để cho đi và cũng chẳng còn gì để mà nhận lấy. Cuốn thứ 6, hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình. Nếu cảm thấy chán nản, tôi sẽ cất vang lời ca nếu cảm thấy buồn rầu tôi sẽ cười vang nếu đau ốm tôi sẽ làm việc gấp đôi nếu sợ hãi tôi sẽ tiến về phía trước nếu cảm thấy thấp kém tôi sẽ diện một bộ cánh mới nếu cảm thấy không chắc chắn tôi sẽ cao giọng lên nếu cảm thấy nghèo túng tôi sẽ nghĩ đến sự giàu có trước mặt nếu cảm thấy kém cỏi tôi sẽ nhớ đến từng thành công trong quá khứ nếu cảm thấy mờ mịt tôi sẽ nghĩ đến những mục tiêu của mình nếu cảm thấy tự tin thái quá tôi sẽ nhớ lại những thất bại của mình nếu trở nên bê tha, tôi sẽ nhớ lại những khi mình đói khát. Nếu cảm thấy tự mãn, tôi sẽ nhớ đến những cuộc cạnh tranh. Nếu cảm thấy tràn đầy vui sướng tự hào, tôi sẽ nhớ về những lúc tuổi hổ. Nếu cảm thấy mình quá toàn năng, tôi sẽ thử chặn những cơn gió. Nếu trở nên giàu có tục bậc, tôi sẽ nhớ đến những người đói khổ. Nếu cảm thấy tự cao, tôi sẽ nhớ về những lúc mình yếu đuối. Nếu cảm thấy mình có những kỹ năng không ai sánh được, tôi sẽ ngước nhìn những vì sao. Cuộn thứ bảy, tôi sẽ mỉm cười với cuộc đời. Không một sinh vật nào trên đời này biết cười, ngoại trừ con người. Cây cối có thể bị tổn thương đến chảy máu, thú vật có thể bật khóc trong đớn đau và đói khát. Nhưng cười là đặc quyền chỉ riêng chúng ta mới có và bạn có thể cười bất cứ khi nào mình muốn. Chính vì thế, bạn hãy nuôi dưỡng thói quen nở nụ cười. Tôi sẽ mỉm cười và sẽ có khả năng lĩnh hội thông suốt hơn. Tôi sẽ mỉm cười và những gánh nặng sẽ vơi đi. Tôi sẽ mỉm cười và cuộc sống sẽ kéo dài hơn bởi đây chính là bí mật của sự trường tồn giờ đây tôi đã nắm được điều đó tôi sẽ cười trước thất bại để chúng có thể tan biến trong làng sương của ước mơ và dự định mới tôi sẽ cười trước thành công để chúng có thể thu nhỏ lại đúng với giá trị thực tôi sẽ cười trước quỷ dữ để giết chết chúng tôi sẽ cười trước những điều tốt đẹp để rồi nó sẽ càng sinh sôi nảy nở tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân tự coi mình là quan trọng khôn ngoan và cao quý đến nỗi quên mất phải cười trước bản thân và cuộc đời của mình tôi sẽ mãi giống như một đứa trẻ, bởi chỉ đứa trẻ mới có thể luôn tôn trọng và đề cao người khác. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ cũng là cách giúp tôi lớn mạnh thêm. Cuộn thứ 8, hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên gấp 100 lần. Chiếc lá dâu tầm qua đôi bàn tay con người sẽ biến thành tơ lụa. Miếng đất sét thô kịch qua tay con người sẽ thành một tòa lâu đài. Gốc cổ thụ đến với bàn tay con người sẽ thành miếu thờ linh thiêng đám lông cừu qua tay con người sẽ biến thành áo choàng của đức vua nếu như qua bàn tay con người lá cây đất sét gỗ hay thậm chí là lông cừu cũng tăng giá trị của chúng lên 100 lần thì chẳng lẽ tôi lại không thể làm điều đó tương tự với chính bản thân ư cuộn thứ 9 tôi sẽ hành động ngay bây giờ ngay cả những tấm bản đồ dù được hoạch định cẩn thận chi tiết và cụ thể đến đâu cũng chưa chắc có thể giúp chủ nhân của nó đi đúng hướng chưa từng có điều luật nào dù công bằng đến mấy có thể ngăn chặn được mọi tội ác hành động chỉ duy nhất hành động mới là chất dẫn để biến tấm bản đồ điều luật cuộn giấy này kế hoạch mục tiêu của bạn trở thành một sức mạnh sống động hành động là thức ăn là nước uống nuôi dưỡng thành công của chính chúng ta khi đặt chân vào thương trường tôi sẽ lặp lại những lời này và ngay lập tức đương đầu cùng viễn cảnh ngay trước mắt trong khi những kẻ thất bại vẫn loay hoay e ngại khi đối mặt với một cánh cửa tôi sẽ lặp lại những lời này và đánh sập cánh cửa ấy trong khi kẻ thất bại vẫn bối rối chờ đợi trong sợ hãi khi đối mặt với cám dỗ tôi sẽ lặp lại những lời này và ngay lập tức hành động để bài trừ nó khi muốn bỏ cuộc và định bắt đầu trở lại vào hôm sau tôi sẽ lặp lại những lời này và nó biến thành sức mạnh giúp tôi ngay lập tức tiếp tục hoàn thành công việc Cuộn thứ 10, tôi cầu nguyện. Ai mà chẳng cầu nguyện khi đối mặt với bi kịch và đau đớn. Ai mà chẳng than khóc khi đối diện với ngặt nghèo, cái chết hay điều bí ẩn vượt xa sự hiểu biết của con người. Bản năng sâu thẳm này đến từ đâu mà trong thời khắc nguy kịch nhất lại bật ra từ miệng mọi sinh vật. Khi ta vụt bàn tay qua nghe nước mắt, mí mắt sẽ khép lại, gõ nhẹ vào đầu gối, chân sẽ co lại. Khi đối mặt với thời khắc đen tối, miệng sẽ thốt lên, lại trời. Mọi sinh vật di chuyển trên trái đất này kể cả con người, đều mang bản năng cầu cứu. Tại sao ta lại có được món quà trời ban này? Tôi sẽ chẳng bao giờ cầu có những vật chất ở trên đời. Tôi sẽ không cầu nguyện để có đầy tớ mang thức ăn đến cho mình hay một người chủ nhà sẵn sàng nhường tôi chỗ ở. Tôi sẽ không tìm kiếm từ nguyện cầu vàng bạc, tình yêu, sức khỏe, chiến thắng, tiến tâm, thành công hay hạnh phúc. Tôi sẽ chỉ cầu mong cho sự dẫn đường. Tôi sẽ được hướng dẫn để đạt được tất cả những điều ấy. Và lời thỉnh cầu của tôi sẽ luôn luôn được đáp trả. Tôi sẽ cầu nguyện để được dẫn đường và tôi sẽ cầu nguyện như là một nhà lái buôn. Phần 2. 10 lời tuyên thệ của Hát Trải qua hành trình đầy gian khổ và thách thức với những thành tựu không ai sánh bằng trong thời đại ấy, Hát đã đúc kết lại 10 lời tuyên thệ tương ứng với 10 cuộn gia dê mà ông đã được lĩnh hội và trải nghiệm trước đó. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Mỗi ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi tối trước khi nghỉ ngơi, tôi sẽ đọc những gì viết trên cuộn giấy này, lần đọc buổi tối sẽ là đọc to. Tôi sẽ duy trì cách làm này suốt 7 ngày, kể cả ngày lễ thánh, trước khi bắt tay vào cuộn giấy đánh số tiếp theo. Cứ vậy trong 10 tuần, tôi sẽ hoàn thành việc đặt nền tảng để xây dựng một cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng, nếu không đặt ra quy định, tôi sẽ bỏ bê việc đọc hàng ngày. Trong cuộc sống này cũng vậy, tôi hiểu rằng những thành công mà tôi có thể đạt được bằng những kiến thức này tỷ lệ thuận với nỗ lực tôi dành ra để lĩnh hội nó. Lời tuyên thệ thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân thêm lần nào nữa. Tôi sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Tôi sinh ra để chiến thắng, không phải để cúi đầu bại trận. Tôi sinh ra để ăn mừng thắng lợi, không phải để than khóc trên rỉ. Tôi không phải kẻ ngu muội, từ nay về sau tôi sẽ tự đứng trên đôi chân mình và quẳng đôi nạn tồi tệ của tự thương hại và tự xem thường sang một bên, mãi mãi. Tôi sẽ thôi buồn rầu nhìn về quá khứ, bởi quá khứ không bao giờ quay lại. Thay vào đó, với những cuộn giấy này, tôi sẽ gây dựng hiện tại vì hiện tại thuộc về tôi và tôi sẽ tiến về phía trước để tiếp cận tương lai bí ẩn với tâm trạng không mãi may sợ sệt, nghi ngờ hay tuyệt vọng. lời tuyên thệ thứ hai tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch giờ đây tôi đã biết rằng người khôn ngoan không bao giờ đặt mục tiêu quá lớn người khôn ngoan sẽ gọi những mục tiêu lớn là ước mơ rồi nâng niu và gìn giữ chúng trong tim nơi người khác không thể nhìn thấy và chế nhạo rồi anh đón chào mỗi buổi sáng chỉ với những mục tiêu dành cho ngày hôm đó và trước khi đi ngủ anh đảm bảo rằng mình đã hoàn thành tất cả kế hoạch trong ngày chẳng bao lâu sau các thành tựu của mỗi ngày được tích tiểu thành đại như loài kiến xếp chồng những hạt cát để rồi cuối cùng xây được cả một tòa lâu đài đủ rộng để chứa bất kỳ ước mơ nào trên thực tế điều này không khó thực hiện một khi ta học được cách kiểm soát sự nóng vội và biết cách đối phó với cuộc sống từng ngày một tôi có thể làm điều đó tôi sẽ làm điều đó mặt trời không soi sáng lên tôi chỉ để phản chiếu nỗi buồn của ngày hôm qua quá khứ đã bị chôn vùi và tôi sức nữa đã cho phép bản thân bị chôn vùi cùng với nó giờ thì không khóc nữa hãy để ánh mặt trời chiếu rọi lên những triển vọng của ngày mai và lên cả tôi nữa. Lời tuyên thệ thứ ba, mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vần hào quang của lòng nhiệt huyết. Lòng nhiệt huyết là vốn quý nhất trên thế giới này. Giá trị tiềm tàng của nó vượt xa tiền bạc, sức mạnh và quyền uy. Những người giàu lòng nhiệt huyết có thể thuyết phục, có thể thống trị cả những nơi chẳng hề quan tâm tới của cải, bạc vàng. Nhiệt huyết dẫm lên định kiến và sự chống đối, khước từ biến nhát, chiếm lấy thành lũy của mục tiêu và, như một trận tuyết lỡ, chôn vùi và nhận chìm mọi rào cản. Tôi đã học được một bài học tuyệt vời, nhiệt huyết chính là niềm tin hành động của tôi, chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ không thể nào thất bại. Ngày hôm nay, tôi nâng cao ngọn nến và mỉm cười với tất cả mọi người. Lời tuyên thệ thứ tư, tôi sẽ không bao giờ gác cổng với bất kỳ ai nữa tôi sẽ mỉm cười với cả bạn bè lẫn kẻ thù tôi sẽ cố gắng tìm kiếm ở mỗi người một phẩm chất để ngợi khen vì giờ đây tôi đã nhận ra rằng khát khao sâu đậm nhất của loài người đó là được tán thưởng trên thực tế tất cả chúng ta đều có sẵn những nét đáng khen ngợi cái tôi cần lưu ý chỉ là lời khen phải xuất phát từ tận đáy lòng và phải được trao đi bằng một giọng nói chân thành nếu tôi giữ đúng lời tuyên thệ được viết trên cuộn giấy này để cho bầu không khí tôi hít thở trong tương lai thấm đẫm tình yêu thương và những lời chúc tốt lành thì từ giờ tôi sẽ chẳng thể nào thất bại nữa lời tuyên thệ thứ năm tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hàng ngày nghịch cảnh đồng hành cùng ta từ lúc chào đời đến khi về với đất đá quý không trở nên sáng bóng nếu không có ma sát và tôi không thể trở nên hoàn hảo nếu không kinh qua thử thách tôi công nhận rằng việc bị cuộc đời hông khô bởi nắng hạn hay gột rửa bởi mưa đều có lợi cho tôi thế nhưng tôi cũng xin thú nhận rằng mỗi khó khăn phải đối mặt đều khiến tôi than khóc trong giận dữ và oán hận trời cao rằng tại sao thượng đế lại làm điều khủng khiếp đó với tôi tại sao thượng đế lại tước đi những thứ quan trọng với tôi trong tương lai bất cứ khi nào gục ngã vì một thất bại khủng khiếp nào đó sau khi cơn đau đầu tiên qua đi tôi sẽ luôn tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể biến nghịch đó thành điều lợi khoảnh khắc gục ngã đó có thể đã mang đến một cơ hội tuyệt vời biết bao nhiêu để biến hạt giống cay đắng trong tay tôi thành vườn hoa thơm ngát. Lời tuyên thệ thứ sáu, tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức. Cho tôi tình yêu và công việc. Chỉ cần hai thứ này thôi là tôi sẽ có thể sống một cuộc sống viên mãn. Tôi không thể hạnh phúc lâu dài mà không có đồ ăn, thức uống, quần áo hay nơi nương tựa. Nhưng mặt khác, tôi có thể có đầy đủ những điều này mà vẫn không hạnh phúc. Đâu là điều tốt nhất đối với một dòng sông, đó là phải chảy đi không ngừng, vì chỉ cần dừng lại, nó sẽ ứ động. Điều tốt nhất đối với tôi là điều giúp cho dòng nước của tôi tiếp tục chảy. Rất ít người nhận ra hạnh phúc của họ phụ thuộc nhiều đến mức nào vào công việc, vào việc họ luôn bận rộn và không bị bỏ mặt để tự tồn tại ở mức tối thiểu. Bí quyết căn bản để hạnh phúc là phải làm việc. Từ nay về sau, tôi sẽ làm việc với nỗ lực mạnh mẽ nhất của mình. Không chỉ xong việc là xong, mà tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa chút cố gắng ấy khi đến lúc sẽ đáng giá hơn bất kỳ phút giây nghỉ ngơi nào tôi sẽ dồn hết tâm huyết vào đó và bầu trời sẽ lại trong xanh từ những nghi ngờ và khó khăn niềm vui tột cùng của cuộc sống sẽ được sinh ra lời tuyên thệ thứ bảy tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt chúng ta thường được bảo rằng hãy đặt mục tiêu thật cao trong cuộc sống nhưng thay vì vậy Ta chỉ nên nhắm vào mục tiêu cụ thể vừa tầm, một mũi tên bắn ra chỉ có thể bay thẳng một mạch đến vị trí được đánh dấu, chứ không thể bay lòng vòng xem có thể bắn trúng thứ gì trên đường không. Tương tự, một mục tiêu chung chung không bao giờ là đủ. Sống trên lan tỏa khắp nơi lại ít ảnh hưởng hơn, hoặc thậm chí chẳng có ảnh hưởng gì so với một tia sét tập trung tại điểm duy nhất. Giờ đây tôi biết mình không thể nào thất bại nếu tôi theo đuổi một mục tiêu xứng đáng một cách vững vàng và bền bỉ bằng tất cả sức mạnh của tâm trí. Nếu tôi dùng thấu kính lồi tập trung tia nắng mặt trời để mồi lửa, ngay cả trong những ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông, tôi vẫn có thể tạo ra lửa một cách dễ dàng. Lời tuyên thệ thứ 8, tôi không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội đến với mình. Giờ đây tôi hiểu rằng cơ hội không bao giờ khoác sẵn tấm áo tiềm năng giàu có, thành công hay danh dự khi xuất hiện. Mỗi việc tôi phải làm được hoàn thành với nỗ lực hết mình. Nếu không, Tôi sẽ có nguy cơ để những cơ hội tuyệt vời nhất vụt mất không báo trước. Mỗi ngày đều bắt đầu như mọi ngày khác và mỗi thời khắc nở rộ trong ngày cũng chỉ như những thời khắc khác, nhưng biết đâu vào chính ngày đó giờ đó, cơ hội cả đời có một của tôi sẽ mở ra. Trước mọi công việc dù khó khăn hay vặt vảnh, lòng can đảm và sự kiên trì vẫn là những vũ khí duy nhất có thể giúp tôi nắm chắc những cơ hội quan trọng khi chúng xuất hiện. Dù chúng đến âm ỉ khoa trương hay lặng lẽ dưới một lớp bụi mờ bao phủ như mọi khi, Lời tuyên thệ thứ 9, mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Công trình của hôm nay sẽ bị ngày mai vượt qua, đó là điều chắc chắn. Sự tiến bộ luôn theo sau kiểm tra và kiểm điểm. Và hôm nay mọi người nên sáng suốt hơn hôm qua. Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Tôi sẽ qua được ngày hôm nay mà không tự thương hại mình chứ. Tôi có chào đón bình minh với kế hoạch và mục tiêu không? Tôi có vui vẻ và dễ chịu với tất cả mọi người mình gặp không? Tôi có nỗ lực làm nhiều và tốt hơn những gì yêu cầu không? Tôi có để mắt đến các cơ hội bất ngờ không? Tôi có tìm kiếm mặt tích cực trong mọi vấn đề không? Tôi có mỉm cười khi đối diện với sự giận dữ và căm hơn không? Tôi có tập trung sức mạnh và mục đích không? Còn gì có thể có ít hơn việc xem xét lại cuộc đời mình mỗi ngày, để từ đó có thể sống tự hào và hài lòng? và lời tuyên thệ cuối cùng. Lời tuyên thệ thứ 10 và cũng là lời tuyên thệ cuối cùng này chỉ cho bạn cách quản lý cuộc sống của mình. Xin dạy tôi cách chơi ván cờ của cuộc sống với sự công bằng, lòng dũng cảm, sự kiên cường và tự tin. Xin hãy đưa đến bên tôi một vài người bạn chân chính, những người dẫu đã thấu hiểu con người tôi vẫn mãi làm bạn với tôi. Hãy cho tôi một trái tim khoan dung và một tâm trí không ngại chu du, dù con đường phía trước có thể chưa được vạch ra rõ ràng hãy cho tôi khiếu hài hước và chút thời gian nhàn rỗi không phải bận tâm đến điều gì. Xin giúp tôi nỗ lực đạt được phần thưởng chính đáng lớn nhất bằng sự xuất sắc, hoài bão và cơ hội. Thế nhưng, đừng bao giờ cho phép tôi quên gian tay giúp đỡ những người cần động viên và hỗ trợ. Hãy cho tôi khả năng mỉm cười thay vì nhíu mày, cho tôi nói lời vui vẻ, tử tế thay vì cọc cằn, gay gắt. Lời kết Cuốn sách người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này là một cuốn sách mà những thông điệp ẩn mật đáng trân trọng của nó thường bị bỏ quên bởi chính cái tên của cuốn sách. Chúng ta cần phải hiểu hai chữ bán hàng được nói ở đây có nghĩa rộng hơn nhiều, chứ không chỉ là công việc bán hàng bình thường như mọi người ngầm hiểu. Op Mandino là một tác giả sách self-help, tự thân cải tiến, nổi tiếng, chứ không phải một tác giả sách marketing. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải hiểu đây không thể là một cuốn sách về một ý thức hay những phương pháp bán hàng một cách đơn thuần. Theo ý của tác giả Armandino, thì đây là một cuốn sách mượn công việc bán hàng để nói đến một phong cách sống phục vụ sẽ đưa ta đạt đến những thành công to lớn trong cuộc sống và nếu có thì quan trọng hơn nữa là cảm nhận niềm hạnh phúc của việc được sống một cách độc lập và tự do trong giới hạn của tình yêu. Cuốn sách như một tấm gương để bạn có thể soi chiếu tâm hồn của chính mình về những điều bạn đã đang và sẽ làm ở trong quá khứ hiện tại cũng như tương lai thông qua những câu chuyện được tác giả tái hiện lại trong người bán hàng vĩ đại nhất thế giới cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi kênh a books nơi chia sẻ những cuốn sách hay về phát triển con người những hướng dẫn về cách nâng cao rung động của bản thân hòa với nhịp điệu vũ trụ